Công nghệ và kỷ nguyên số đã cách mạng hóa cách chúng ta sống, làm việc và học tập. Sự phát triển của công nghệ và các thiết bị điện tử không ngừng mang đến nhiều tiện ích chưa từng có, từ các phương thức giao tiếp tức thời đến khả năng truy cập vào lượng thông tin đồ sộ. Không thể phủ nhận rằng, khi sớm tiếp xúc với công nghệ và Internet, trẻ được trao phương tiện để dễ dàng học tập và phát triển trí thông minh, tạo phản ứng nhanh nhạy và trí tưởng tượng phong phú. Song, chính những tiện nghi của công nghệ đã tạo nên sự phụ thuộc ngày càng tăng vào thiết bị điện tử hoặc sao nhãng khỏi hoạt động học tập. Bên cạnh đó, sự phát triển như vũ bão của mạng xã hội cũng làm dấy lên nhiều mối quan tâm về bảo mật và an ninh mạng. Đó là một trong những thách thức trong việc quản lý cuộc sống kỹ thuật số của con mà các bậc phụ huynh vốn đã bận rộn và chưa có kinh nghiệm về công nghệ đang băn khoăn đi tìm hướng giải quyết. Giữa bối cảnh đó, giáo dục nội trú trở thành một mô hình giáo dục đặc biệt có tiềm năng tạo nên những thay đổi tích cực trong cuộc sống của học sinh bằng cách truyền cảm hứng về một lối sống cân bằng và lành mạnh, khuyến khích kỷ luật và thúc đẩy sự phát triển cá nhân một cách toàn diện. Tiên phong cho mô hình giáo dục nội trú toàn diện, MRC Plus Waterpoint tự hào kiến tạo môi trường nội trú ưu việt tại Việt Nam, không chỉ đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh mà còn làm thay đổi cuộc sống của các em. Giáo dục nội trú tại MRC Plus mang đến cho các em học sinh trải nghiệm học tập không giới hạn và tự nhiên nhất. Tại trường, các cơ hội học tập không kết thúc sau một ngày học, bởi sau đó học sinh sẽ được cung cấp không gian, phương tiện hiện đại cũng như được thầy cô hỗ trợ để khám phá sâu rộng hơn về các môn học. Học sinh MRC Plus được tiếp cận hàng loạt các hoạt động thể thao, nghệ thuật, ngoại khóa cùng nhiều sự kiện văn hóa trong nước và quốc tế, cho phép các em mở khóa các khía cạnh đầy thú vị của bản thân. MRC Plus sở hữu hệ thống cơ sở vật chất được đầu tư chu đáo với trọng tâm đặt ở học sinh, ưu tiên cho các em tự do thử sức và khai phá tiềm năng của bản thân. Môi trường nội trú tại MRC Plus còn đặt mục tiêu giúp các em hình thành các phẩm chất và kỹ năng vững vàng. Mỗi ngày học tập và sinh hoạt tại trường, học sinh được tiếp xúc với những thử thách, trách nhiệm và cơ hội mới để không ngừng nhìn nhận và cải thiện bản thân. Qua đó, các em học được cách ứng xử qua những mối quan hệ xã hội nhanh nhạy hơn trước các tình huống thực tế. Tính trách nhiệm và sự tự giác cũng là các phẩm chất và kỹ năng quan trọng mà học sinh phải phát triển để thành công trong thời kỳ công nghệ số. Học tập nội trú tại MRC Plus sẽ hình thành cho các em tinh thần tự giác, lòng kiên trì cũng như cách cân đối thời gian và quản lý bản thân hiệu quả thông qua lịch trình và chương trình học được thiết kế chặt chẽ. MRC Plus cam kết tạo ra một môi trường rèn luyện và phát triển để các em luôn sẵn sàng trong môi trường học tập đại học và cả trong đời sống. Các học sinh MRC Plus được quan tâm kỹ càng bởi đội ngũ chuyên viên tư vấn học đường giàu kinh nghiệm. Thông qua các chiến lược và nguồn lực đa dạng, các em được truyền động lực để thực hiện ước mơ và vững bước trên hành trình sự nghiệp. Mục tiêu của trường nội trú còn là giúp học sinh tạo được nối kết ý nghĩa với cộng đồng để các em có thể sinh sống hòa hợp trong những cộng đồng mà các em thuộc về. Học tập tại trường học nội trú cho phép các em mở rộng phạm vi giao tiếp và đón nhận nhiều hơn nữa các tình cảm yêu thương như tình bạn, tình thầy trò, tình đoàn kết giữa cá nhân với tập thể. Trong thời đại kỹ thuật số, mô hình trường nội trú MRC Plus sẽ mang đến trải nghiệm giáo dục đột phá bằng cách xóa bỏ những trở ngại của mạng xã hội và thay vào đó là vận dụng công nghệ để phục vụ cho việc học tập và tạo lập nề nếp. Nhà trường trang bị học sinh một nền tảng đồng đều về phẩm chất, tri thức, kỹ năng, thể chất và tinh thần để vươn lên trong một thế giới không ngừng thay đổi. Trên tinh thần đó, trường nội trú MRC Plus kỳ vọng trở thành nguồn cảm hứng mới trong bức tranh giáo dục nước nhà, mang lại một nền giáo dục kết hợp sự xuất sắc trong học tập với phát triển cá nhân trong thời đại kỹ thuật số.